càng ngày càng bận đồ khác mà ai biết đâu. Dạ. Lên một lần nữa của chừng quậy đuổi nhỉ. Quậy đuổi con đi hả? Hả? Quậy đuổi thì con đi thôi. Có như quậy đâu có biết con đâu. Bận đồ khác lại mà ai biết. Quậy mà đuổi con đi là con buồn là ban đêm là con tìm quậy con hù quậy á. Dạ. Một tay bắp vừa lái xe, một tay bắp cầm máy quay. Hơi khó lái chút xíu cả nhà mình. Đường này hơi xấu. Chú chào con. Trời ơi. Bên đây có mấy em nhỏ đang chăn dê này cả nhà. Thương chưa? Đây mấy hôm thì có vài cây mưa cho nên con đường này nó đọng lại mấy cái vũng nước cả nhà mình. Đường đất rõ, nếu mà mưa lớn rất là khó đi. Hôm bữa bắp chạy xe lên đây bị té một lần cả nhà, tại vì đường nó trơn quá. Lái xe một tay gồng nó hơi đuối chút xíu cả nhà mình. Xin chào, mình là Bắp đây. Bắp xin chúc tất cả ông bà cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Hiện tại thì Bắp đang đi trên đường đến nhà hai ông bà cụ mà tập video hôm qua Bắp có chia sẻ đến quý bà cô chú anh chị mình xem á. Hôm nay có một niềm vui, Bắp đem tình thương niềm vui đến cho ông bà. Video hôm qua có rất nhiều quý bà cô chú anh chị quan tâm và rất thương ông bà. Hôm nay Bắp chạy xe, Bắp quay cho ông bà cô chú anh chị mình xem cái khung cảnh thôn quê miền núi như thế nào nha. Đường lên nhà ông bà rất là xa. Hồi nãy giờ Bắp chạy cũng được 1/2 đoạn đường cả nhà mình. Chuẩn bị lên một con dốc rất là cao. Trời hôm nay thì hơi màu đen cả nhà mình, sắp muốn mưa rồi sao á. Bây giờ đang chuẩn bị lên một con dốc này cả nhà, rất là cao luôn. Đường trong vùng núi này rất là khó đi cả nhà mình, đi phải đi từ từ rồi cả nhà, không dám chạy nhanh. Ở đây có một cây cột điện rất là lớn, cao. Bên đây có một cái miếu linh thiêng cả nhà mình. Con xin ông bà cho con xin qua cái đoạn đường này nha ông bà, khúc mặt. Hy vọng rằng con không có làm phiền giấc nghỉ ngơi của ông bà. Con cảm ơn ông bà rất là nhiều luôn. Chào anh. Dạ. Có một anh nào đó đang chở củi. Bắp đã vừa chạy qua cái con đường, cái con dốc. Nơi đó có một cái miếu rất là linh thiêng. Nghe người dân xung quanh ở đây chia sẻ thì cái miếu đó trước kia là chết mấy người rồi cả nhà mình.
Hồi nãy đi ngang qua con dốc đó, bác không có dám kể cho cả nhà mình nghe. Rất là sợ luôn cả nhà. Cách đây mấy tháng trước thì tại ngay con đường đó luôn, ngay cái dốc đó luôn, thì có một người chạy xe máy cắm đầu xuống đó chết. Không hiểu nguyên nhân thế nào luôn. Lúc trước hồi nãy bác có quay một cây cục điện rất là cao, cả nhà có thấy không? Lúc trước là công trình họ làm cây cục điện đó, nhưng mà cứ mỗi lần máy múc vô là cứ tắt máy cả nhà mình. Không có thể nào mà làm được. Cho nên họ nghe người dân kể lại là xưa kia nơi đó có rất nhiều người chết. Bởi vậy họ thấy linh thiêng quá, họ mới xây ở nơi đó một cái miếu rất là lớn để cho âm hồn nơi đó cư ngụ quá cả nhà. Rồi khi mà xây cái miếu lên thờ cúng kiến này kia thì cô chú khúc mặt khúc mày mới cho người ta học đạo, rất là linh luôn. Bên đây họ nuôi cừu quá trời luôn cả nhà mình. Khu vực nơi đây đa số thì những người đồng bào rất lây sinh sống, ít có người kinh lắm cả nhà mình. Ở đây cũng có một người đồng bào hay sao? Dạ, con chào chú. Hôm qua bác có chia sẻ cái hoàn cảnh của ông bà lên trên kênh của bác á. Có một số cô chú anh chị nói là tại sao ông bà nghèo khổ như vậy nhưng mà bác lại cho cái 300 ngàn. Thật sự mà nói nghe bà chia sẻ rất là nghẹn ngào luôn. Thấy bà khổ nhưng mà cái khả năng của bác á thì không cho phép cả nhà, không cho được nhiều á. Cho nên mong quý bà cô chú chị mình thông cảm cho bác nha. Sắp tới nhà ông bà rồi cả nhà mình. Bây giờ bác mời cả nhà mình chuẩn bị vô thăm ông bà nhé, dành tặng cho ông bà một ít quà của cô chú Mạnh, anh chị Mạnh Thường Quân. Xe nó cứ đảo qua đảo lại. Bây giờ chạy xe vô trong nhà ông bà luôn nha cả nhà mình. Tới nhà ông bà rồi cả nhà ơi. À, bà đang ở trong phía bên trong nhà. Ông thì bắp đứng đây, bắp thấy phía xa xa ông đang cút đất. Con chào bà. Bà nhớ con không bà? Hả? Bà nhớ con không? Không. Trời ơi, mới có 24 tiếng đồng hồ, chưa tới 24 tiếng đồng hồ quên mà con mất tiêu rồi. Hôm qua con vô thăm bà đó. Bà nhớ con thiệt hả? Sao buồn vậy? Dạ, bà đợi con xíu nha. Dạ. Đây nè cô chú anh chị, bác có mua một số quà để tặng cho ông bà này cô chú anh chị. Bà ơi, trời ơi, bà nhớ con chưa? Nhớ. Nhớ không? Nhớ rồi. Trời ơi, cái mặt xấu quắc xấu vơ gì mà không nhớ nữa thôi luôn á. Cái nhớ cái chiếc dép hả? À, nhớ chiếc dép hả? Trời ơi, nhớ chiếc dép mới nhận ra con hả? À. cái nón kia với cái áo này. Dạ, hôm nay con mặc áo khác đúng không? Áo màu khác á. Áo quẹ đâu có biết đâu. Dạ. Già rồi, đâu có thấy mắt này mũi gì đâu. Dạ. Biết sao hồi sáng á, thằng Chính Lai á. Dạ. Nó đi lấy gạo với lại đồ ở dưới nhà xương lệ chết á. Dạ. Lấy đồ đó rồi giờ hỏi cho nó, ủa ai vậy? Nó Chính ạ.
lấy đồ vô rồi. Lấy đồ vô rồi cái bắt đầu tới chừng còn hai chí nữa khoa. Dạ. Khoa ở chỗ đây này. Dạ. Là đem hộp sữa với lại một thùng mì tôm. Dạ. Hả, nó to đậu không? Là cho bà hả bà? Coi như mấy ông lên thăm á. Dạ. Cho. Dạ. Người này cho, người kia cho hết á. Dạ. Ở dưới xã cũng cho, mà lê ở trên này anh em ta trên này cũng cho. Dạ. Vậy cũng ấm lòng hả bà ơi? Dạ. Dạ. Trời ơi, bà này hút thuốc nữa, hút thuốc nữa hả? Hút chứ, còn hút rồi. Chưa bỏ được à? Con hút thì quậy phải hút. Cái hai. Con cũng hút thuốc nhưng mà con còn trẻ mà, quậy già rồi. Thì trẻ trẻ chứ, con ốm hư già. Quậy già rồi, cái phổi của quậy yếu rồi. Đi. Không có khỏe như con đâu. Con đâu, con đây, con cũng muốn bỏ nhưng mà con bỏ chưa được nè. Bỏ. Bỏ gói rồi kia có. Quậy ăn cơm chưa? Ăn rồi. Hôm nay quậy quậy ăn cơm với gì ạ? Ăn cơm với muối. Trời, ăn cơm muối nữa hả? À, lấy gì đâu bằng. Đi ở đâu mua cá, mua thịt. Ai đâu đi chợ mua. Mà quậy có tiền không? Không. Không có tiền sao đi chợ được? Mà có tiền cũng đi không được. Dạ. Mà nhờ cái ông quỷ đó đi mà không có đi đâu. Dạ. Rồi sao, ví dụ như mình có tiền mình muốn nhờ người ta mua giúp mình cái này cái kia rồi sao đây? Cô nhờ là tiền bị cái gãy chân á. Dạ. Hai mấy triệu lận. Rồi lấy tiền đó ăn. Là cái thằng kia nó mua cá. Có hồi nó mua cá, có hồi nó mua thịt. Dạ. Mà quẹ đâu có ăn thịt. Cá thì quẹ ăn chứ thịt thì quẹ không ăn. Trời ơi là trời, hôm nay con mua thịt cho ông bà. Rồi sao đây? Cái đó ông sao ăn. Sao bà không ăn thịt? Ông ăn chứ quẹ đâu có ăn đâu. Sao bà? Quẹ bị đạo mà. Bị sao bà bị bệnh gì? Hả? Bà bị bệnh gì? Bệnh này hả? Ý là bà bị bệnh gì mà ăn thịt không được? Ăn muối được, ăn cá khô được, mà ăn thịt heo thì không được. Thịt heo lành mà. Thịt heo lành đâu có độc đâu mà sợ. Ở vậy cũng được. Dạ, thịt heo là trong các loại thịt là thịt heo là hiền nhất á. Dạ. Lành nhất. Trừ mình ăn thịt mà đừng có bệnh dịch bệnh là được. Ừ. Dạ. Càng ngày càng bận đồ khác mà ai biết đâu. Dạ. Lên một lần nữa của chừng quậy đuổi nha. Quậy đuổi con đi hả? Hả? Quậy đuổi thì con đi thôi. Có như quậy đâu có biết con đâu. Bận đủ khác lại mà ai biết. Quậy mà đuổi con đi là con buồn, là ban đêm là con tìm quậy, con hù quậy á. Ừ. Ủa bữa trưa nay quậy không có ngủ à? Hả? Quậy không ngủ chưa à? Không. Rồi ông đâu quậy? Ông đâu? Ông ở đằng kia, ông cuốc đất rồi. Cuốc đất đằng kia đúng không? Con thấy rồi. Con giả bộ hỏi vậy thôi. Mới hồi sáng mấy hôm con đưa tiền cho quẹ 300 á. Dạ. Mới hôm qua đâu, mấy hôm? Hồi sáng ông nói biểu đi mua đậu xanh. Ủa? Dạ. Cái gì? Đậu đen. Rồi quẹ mới nói chứ. Nếu mà có mua đậu đen đây nữa, bộ quá sao chịu cho nổi. Ông nói ngủ như bà vậy. Mà quậy đâu có ngủ đâu. Đường nào mà ngủ. Mua đậu đen hả? Là mua giống hả? Mua đậu đen mua giống á. Dạ, mua giống để về mình gieo mình trồng phải không? Trồng ông cũng cuốc, ông cũng bới, ông cũng đậu, ông cũng bỏ à. Dạ, thấy trời, thấy ông cuốc đất thương quá, chưa nắng chang 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 sao ông buổi chiều á cuốc à bà. Ừ. Sao không nói ông vậy á? Giờ này nắng muốn chết luôn rồi. Nắng mà có máy đâu mà chạy nước đâu có được đâu. Dạ sao không được? Cô nhờ có nước mà có hồi nước có hồi không. Dạ. Bị tắc khô hạn quá hả? Dạ. Không có nước. Không có nước. Có máy bơm nhưng mà không có nước để bơm lên tưới cây. Mấy hôm mà tiền mấy đứa con cho đó 7 triệu đó.
mua ống rồi mua cái máy đó, máy mấy triệu không biết. Dạ, là lần trước con có nghe gà lang thang đúng không? À. Em trai gà lang thang có hỗ trợ cho ông bà là 7 triệu để mua cái máy bơm nước. À. Mà ông bà mua rồi đúng không? À. Nhưng bây giờ lại không có nước. À, không có trời nước. Nó khổ vậy chứ. Khổ vậy á. Thành thành là ngoại nói là bà ngoại không biết nói làm sao, bị tắc nước nước này. Có nước rồi, có suối mà lại nó cháy là cỡ đó, tắc nước mẹ đó. Dạ. Trời, hút thuốc phê không bà? Ừ. Phê không? Ừ? Ừ? Hút thuốc phê không? Nói vậy. Phê hả? Ừ. Có thấy tiên chưa? Hả? Có thấy bà tiên nào chưa? Không. Hai con hái lên là chọc à? Chọc. Chọc bà, chọc bà cho bà nhe răng bà cười chứ, mà bà nhe ra đâu thấy cái răng nào đâu. thấy lợi không? Thấy răng hết chưa à? Ủa, cái con anh kia ở đâu? Dạ. Ủa, anh con á? À, em con hả? Em con không có lên được. Ủa, em hả? Em, đó, gà lang thang đúng không? À. Dạ, gà lang thang không có lên đi giúp những người trên núi á, đi chỗ khác rồi. Dạ. Để khi nào em con rảnh thì quay lại thăm ông bà nha. À. Dạ. Anh nói vậy đó, bà chết rồi đi thăm sư mộ bà nói vậy. Trời ơi, sao nói vậy được bà. Để khi nào con kêu em trai gà lang thang lên thăm bà nha. À. Thăm ông bà nha. Tôi tưởng là anh chứ trò người mà. Dạ. Còn con thì nhỏ con. Dạ. Ốm nữa. Con có chút xíu xíu à. Không ăn hay sao chứ. Tướng phụ tướng học sinh mà mặt phụ huynh. Khí. Ông ra kia làm lâu chưa bà? Hả? Ông đi làm ở ngoài kia lâu chưa? Hồi nào? Lâu rồi. Ông đi hồi trưa giờ. Dạ. Giờ này là cũng 2 giờ chiều hả bà ha? Ừ. Ông làm tới có hồi thì anh làm tới 9 giờ ông mới vô. 9 giờ? 9 giờ tối hả? Ờ, 9 giờ tối hả? Trời. Ông bây giờ. Tôi thui sao mà thấy đường? Ví dụ như ngày mà vô cái tháng mà không có trăng, đâu có ánh sáng đâu thấy đường làm. Ông làm rồi sao? Có thấy đường đâu mà cuốc vô chân làm sao? Biết gì ông. Mình không thấy ông, không thấy sao? Trời ơi, thương ông chưa? Mình không thấy chứ. Cứ cầm cụi làm hoài đó hả? À. Khi nào mệt rồi. Cứ làm miết thời. Miết, cũng như là nắng không biết nắng, mà mưa không biết mưa, mà mệt không biết mệt. Ông đó khùng. Ông biết cái chân đó. Sao bà nói ông khùng? Sao nữa? Chứ sao mà khùng, tự nhiên ông xiên vậy mà kêu ông khùng. Ừ, khùng chưa? Khùng á, khùng là những người khùng á là người ta đi vòng vòng ngoài đường thôi, người ta không chịu làm đâu. À, đừng có nói người khùng nữa. Chứ ông giỏi đã không phải khen là ông giỏi. Gì ở có nhân là hoài mất hồn rồi chỗ. Chú cái gì này nè, chú chữ dĩ ở đây này. Dạ chú nào, con đâu có chú biết chú đâu. Chú chữ dĩ đây này, chú dĩ chú nhà Hương Bạch đó. Dạ không à, con mới lên trên cái khu này, con chỉ biết ông bà, con không biết ai hết á. À, rồi cái. Con không có lớn, nhỏ, lớn không lớn. Dạ. Mà lại đâu có biết, tưởng là người bình thường chứ ai biết đâu. Dạ. Nó kêu, nó nói, chạy vô chạy. Mình thì biết ngó hai cái mắt là mình biết là người điên rồi. Nó bự cục đá bự vậy nè, nó quăng. Quăng lấy chà lấy nhánh đồ nó quăng lung tung hết rồi, không biết quăng ai á. Dạ. À, rồi ngoại không có tối đâu, ngoại sợ. Dạ. Rồi cái ông Bạch ông nói cho chạy vô đây. Mà nó đâu có kêu chị đâu, nó kêu tên nữa chứ. Dạ. Nó chị Hổ. Trước đây, lúc trong nhà này nè, có chừng nó vô. Nó bắt à. Ủa, thiệt à? Thiệt à, cha ai nói láo với bà. Cười quá. Cười quá. Một lần quán luôn á. Bây giờ, người ta chở đi cũng sợ. Mà lại gặp người qua đường cũng sợ. Dạ. Thấy cái thằng đó sợ quảng hồn luôn tới bây giờ. Dạ.
Còn xe á, có như cái hồi còn nhỏ á, dạ, đi xe số 7, đi số 7 mà bị té, xuống ruộng đó chứ, chắc miệng tức miệng nè. Dạ. Cô giáo mai nè. Bà đi xe hả? À, đi xe số 7 á. Ủa, bà đi biết đi xe máy luôn hả? Biết, cứ đi xe số 7 đi lấy đồ ở dưới trái tràm nè. Mà lúc hồi còn sức sức khỏe hả? Chứ bây giờ già đi không được hả? Con trẻ đó, đi lúc đó là 25 tuổi rồi mà. Dạ, à, lúc đó hoài còn thiếu nữ mà. Ừ. Còn trẻ mà. 25 tuổi. Và đi xe sao không biết, con trậu ở đâu, mấy người chạm đuổi xuống sao không biết rồi túng. Mà tháng không kịp. Mà sau tháng xe con chạy mà. Dạ. Trời ơi. Xe thì ở trên đường, còn quậy thì ở dưới ruộng. Cừ quá. Ai mà cái lúc đó là không có biết gì đâu nha. Không dạ. Có biết chết hay là không biết sống gì đâu. Mà ai chở đi cũng không biết nữa. Đi xuống nhà thương á, tính đồ hay sao á, ngứa, gãi vậy nè. Dạ. Ủa, sao cái đầu tôi xuống phân công dữ vậy trời. Giống gì bà? Giống người phân công vậy. Dạ. Bó hết cái này luôn mà. Dạ, dạ. Còn hai cái mắt thôi. Bà nói, ủa, sao lạ cái gì trời. Rồi, đến nằm cái đá. Dạ. Nằm đó rồi cái bác sĩ vô nói, ủa bên nhà tôi mà sao như vậy này, nhà tôi đâu có điện đâu. Dạ. nhà tôi thấy lạ quá bà. Đúc hả? Thấy lạ quá đúng không? À dạ. Đúc đèn xong mà. Dạ. Mà đâu có điện về. Dạ. Mà họ cũng không biết là điện nữa. Nó cái cày đâu sáng. Sáng quá. Ngủ không được đâu bác sĩ à. Nó chị ngủ đi, chị nằm đi, chị nằm. Giờ ngủ không được phải không? Dạ. Đây, dạ, ngủ không được đâu. Ông chết chút mơ hay là cái gì ngủ luôn à. Dạ. Ngủ tới sáng luôn. Dạ. Lúc đó là bà bị té xe. À. Rồi cái bất tỉnh. À. Rồi người ta bà đưa bà đi bệnh viện. Lúc đó bà là hồn vía bay lên trời hết rồi, bà không biết không nhớ gì luôn. À. Nằm ở bệnh viện mà cứ ủa sao thấy lạ quá. À. Nhà tôi đâu có vậy đúng không bà? À. Nhà tôi đâu có điện này kia đâu phải không? À. Dạ dạ con hiểu rồi. Không có đâu có anh em dòng họ gì đâu mà đi thăm mình. Dạ. Bà có đua xe không? Có. Hồi xưa chạy xe có đua sao mà té dữ vậy? Thì không đua xe, cứ như là con trâu. À, bị con trâu nó tung, đúng không? À. Con trâu nó tung bà chứ không phải bà tung con trâu đúng không? À, con trâu nó tung mình hay là mình tung con trâu không biết nữa. Ý trời đó bà. Đó, sáng mai con ngứa, gãi vậy nè. Cái này. Bác sĩ, gỡ cái này ra. Khó chịu quá hả? À, khó chịu quá hả? Cái con gì mà nó cắn cái con gì mà mất mớ vậy, bỏ mặt bỏ mũi tôi vậy trời. À, băng bột á. À, tôi đâu có gì đâu mà cái gì này. Ừ. Mà lúc đó là tỉnh rồi nghe, đói bụng nữa chứ. Dạ. Đâu có ai đâu mà cho ăn. Dạ. Có mình mà. Chứ người nhà của bà không lên chăm sóc bà á? Nhà nào đâu. Bác sĩ nuôi chứ ai nuôi. À, bà là không có cha mẹ, hôm qua bà có kể rồi. À, bác sĩ nuôi luôn mà. Nuôi. Không có anh chị em gì luôn? Không. Không anh, không em, không cha, không mẹ, không. Dạ. Ông nội bà, chứ ông nuôi bà cha gì đó có đâu. Dạ, mồ côi luôn. Chứ bác sĩ nuôi thôi. Dạ. Bác sĩ nói chứ mai mốt giờ phải xuống thăm bác sĩ nghe. Dạ. Dạ. Xuống thăm chứ mà biết bác sĩ ở đây hay là bác sĩ đi chỗ khác nữa sao. Nói ở đây chứ đâu, bác sĩ Minh ở Phật Răng nè. Dạ. Mà lúc đó bà 25 tuổi, bà lúc đó bà có chồng chưa? Chưa. Chưa hả? Có người yêu chưa? Không. Chưa có người yêu luôn? Không. Mà lúc đó bà đẹp gái lắm á, mà chưa có người yêu luôn? Cứ như ai cũng nói hết là bà đó làm sao hay chưa.
Mà đó sau này chắc không có con đâu. Sao vậy? Tôi nói cái cha tụi mày chứ tao mà không có con. Rồi chửi người ta ghê lắm. Sao bà chửi người ta? Thì chửi chứ ai biểu nó nói không có con mà. À, người ta nói bà là, người ta phán bà là không có con hả? À. Rồi bà bực quá bà chửi người ta. Ừ. Dạ. Chửi như vậy. Chửi như vậy mới tụi nó mới chừa. Dạ. Nó khó chọc. Rồi năm bao nhiêu tuổi thì bà lấy chồng? 52 tuổi. 52 tuổi bà mới lấy chồng? Ờ. Sao bà lấy chồng trễ vậy? Ôi. Lấy chồng thì sớm, đâu có biết làm đồ. Dạ. Đâu có biết làm cái gì đâu mà lấy chồng sớm. Mẹ chồng mà hiền thì không nói gì. Mẹ chồng không hiền, mẹ nó quấn bể đầu. Thì biết chưa? Xịt mở đầu á. Dạ. Thì bây giờ giỡn. Còn hai đời chồng là không có ông nào mà có cha mẹ đâu. Dạ. Còn ông kia cũng không cha mẹ, mà còn ông này cũng không cha mẹ. À, là chồng của bà là ông á, cũng mồ côi luôn. À, cũng chung cảnh ngộ với bà luôn. À. Bà già vậy rồi có nấu cơm được không hay là ông phải nấu cho bà ăn? Đâu. Nấu cơm nấu nước đàng hoàng chứ rửa xương rửa chén đâu. Dạ, là vô tư đúng không? Bà vẫn làm được đúng không? Làm được. Dạ. Con làm được mà. Chẳng qua tay chân mình hơi chậm chút xíu. À. Dạ. Cái chân thì hơi yếu rồi cái chân á. Dạ. Mà mấy cái chân nó gãy rồi cái nó rút á. Dạ. Thành hai cái chân luôn. Dạ. Đi được, không có sao hết mà sợ lạc. Dạ. Lạc rồi bữa, nằm bữa thường 4, 3 ngày luôn. Dạ. Ai cũng đi kiếm hết, ở trong làng này đi kiếm quá trời luôn. Trời ơi. Kiếm đâu có ra đâu. Thấy có như là mình thấy người ta không có thấy mình. Cũng hay chứ. Sao kỳ vậy? Mà biết. Rồi sao mình ngoại thấy người ta, sao ngoại kêu lên, la lên? Không. Cũng như có chó nữa, chó đen á. Dạ. Chó nằm đây nè, người sát đây nè. Dạ. Nó không có sủa luôn. Dạ. À, đáng lẽ là chó đó nó sủa ghê lắm cho bộ. Dạ. Mà không có sủa. Sao kỳ vậy ta? À, cũng hay. Mà đi 3 ngày đó, hình như là tỉnh rồi hay sao, đôi bụng. Dạ. Bứt cái lá vàng á. Dạ. Ăn cho có nước vô. Dạ. Khát nước nữa. Mà bức, mưa nữa. Dạ. Bứt lá vàng để mình ăn. À. Dạ. Bứt lá vàng ăn. Rồi một lần đi kiếm hết á. Lúc đó đói quá đói hả? Đói thì không có đói. Khát nước. Khát nước. Dạ. À, đói thì không có đói đâu. Có như là hình như là mình ăn no mà. Dạ. Rồi ai phát hiện tìm ra bà? Cứ như cái bà lẹ này nè. Dạ. Cứ như khát nước quá. Đang ngồi chỗ cái cốc á. Ngồi chỗ cái cốc mấy ông cắm cọc á. Ngồi đó cái bà lẹ bà đi nhà bà 9 giờ. Nó trời ơi sao. Rồi. Đi giờ còn chỗ giờ. Nó cỡ cái áo mới gạo kia ớt hết rồi, áo mừng ớt hết đó. Rồi cái nó cỡ cái áo đó cho bằng vô rồi nó chở lên tới đây rồi cái vô cũng không có biết nhà biết cửa gì hết. Dạ. Đi nữa mà. Sao kỳ vậy? Ờ, đi nữa. Mà đi đó là không có ai giữ tội à. Dạ. Con mình à. Nói nha, mẹ ơi mẹ, dẫn con giờ chưa, con nhớ nhà quá. Rồi ông ba ông nói chứ, nhớ nhà gì, chơi cho vui cái đá. À, ông ba là ông Tăng á, còn bà mẹ là mẹ trời á. Trời. Cô nhớ là giờ rồi là nếu mà ngoại mà không có vàng á thì ngoại chết rồi. Không có gì.
Vàng á. Không có vàng hả? À. Vàng á hả? Vàng, vàng rồi bán á hả? Không có, không có bán có gì hết á. Đưa cho bà. Cho bà cầm cái hồn mình. Nuôi mình. Là thằng anh đầu á. Bà là có hai đứa con à. Anh đầu là hồn đế. Còn còn anh thứ hai là Ngọc Hoàng. Ngọc là ngoại á. Dạ. Hoàng là ổng á. Dạ. Mà nuôi em ghê lắm. Dạ. Bà già bà nói đừng có quấn em nghe. Quên là có con đứa đó. Tu mày đàn ông không à. Đâu có đàn bà đứa nào đâu. Nói vậy á. Cầm cái hồn tới bây giờ luôn. Thế bị cái gì là cứ kêu bà. Kêu ở đâu? Thì kêu bậy kêu bà chứ kêu sao. Trời. Là kêu mẹ của bà hả? Rồi mẹ của bà có xuất hiện không? À cái nói mẹ ơi con đau đầu quá. Nói vậy rồi khoảng 5 phút đồng hồ là hết rồi. Trời ghê vậy. À. Rồi bất khi mà đi mà nó mệt quá nghe. Bắt đây tới kia mà nó mệt quá ngồi xuống. Ngồi xuống. Mẹ ơi con mệt quá. Ngồi nó rồi cái bà nói ngồi đó đi. Cũng mình nghe. Là quại quại cảm nhận được mẹ của quại giờ nói vậy luôn. Ừ. Trời sao linh thiêng như vậy. Rồi đòi dở đi miếng rồi chứ không mà không có đi. Bà mẹ bà không có cho đi. Còn ai ai đồ dẫn quại đi? Ông Trăng này. Ông Trăng là ông nào quại? Mặt trời mặt trăng ở đó. Vậy hả? Trăng là cha. Dạ. Còn ông bà trời đây bà mẹ. Dạ. Là mẹ không cho quại đi. À không cho. Bà nói quen. Dạ. Coi em á nghe. Có chừng ông ba mày dẫn đi đó. Rồi ông anh nói chưa. Không là có con đây mà. Nói mà nghe rõ đó mà mình không thấy ai hết. Dạ. Nói cái gì cũng nghe rõ hết á. Mà đi đó là không có biết nhà biết cửa mà không có biết đường biết xá gì hết. Rồi dắt hoài đi tuốt ngoài rừng á. Ờ. Rồi xỉu ở đó luôn. Ờ. Rồi người ta đi tìm hoài quá trời luôn. Ờ. Mới ngồi ở trong này đi kiếm. Rồi ông có đi tìm hoài không? Không, ông đâu có biết đường đâu mà đi kiếm. Ủa sao kỳ vậy? Ông đòi dẫn đi. Dẫn mà dẫn đi nhiều rừng rồi chứ. Quê đi gì mà. Không thấy rừng, thấy núi đâu, thấy lặng không. Thấy cái gì vậy? Thấy nhà lầu, nhà tôn, nhà xây, nhà ấy không à. Trời sao thấy? Thấy nhà không hả? Cái bí bự vậy nè. Tới chừng mình sáng mặt là đá. Dạ. Thấy cục đá. Khổ vậy. Trời ơi. Ôi giờ rồi là ba lần chết luôn. Dạ. Mà ba lần thấy vậy đó. Thế là sáng cái vàng á. Cái vậy bà. Cô nhà bà nói là con cái con ký 3 năm nghe. 3 năm là 3 tháng chứ mấy. Con ký 3 năm. Nói dạ. Con ký 3 năm mà con mới đi theo mẹ hay là sao. Đúng 3 năm là đi theo mẹ. Không có theo ổng nữa. Dạ. Theo ổng là ổng dẫn đi tùm lum. Là mẹ anh Ngọc mẹ đó anh hồn đế đi kiếm quá trời luôn. Trời. Đi kiếm gì mà ngồi đó mà sao là không thấy. Mà la lên thì mấy ổng không nghe. Dạ. Khổ vậy. Nếu mà mình để vàng mình cũng chết. Nếu mà mình không để mình cũng chết vậy. Mình phải ký với mẹ mình.
Thì mẹ mình giữ rồi, giữ cái hồn mình rồi. Mẹ nuôi mình thì mình ở với mẹ. Mẹ xin với bà nói đúng 3 năm rồi, con giờ chứ con ở Giang Chi. Bà nói không đâu, ráng ở một năm nữa. Dạ. Ráng ở một năm nữa là 4 tháng. Dạ. Cái giấy cái tờ đàng hoàng cũng như là thầy bà này kia nọ xóa hết. Dạ. Rượu gì, bia gì, tiền bạc cúng kính này kia nọ gì xóa hết. Dạ. Không còn cái gì hết á. Chỉ là người ta không biết á, người ta cũng tới, người ta bệnh á, người ta cũng tới. Đi lên thầy tình đó chứ. Lên đây này nó nói thôi mấy bà, mấy ông, mấy bà đi kiếm người khác đây. Dạ. Tôi là không được đâu. Dạ. Quậy ơi, con xin phép quậy con ra thăm ông chút xíu nha. Dạ, rồi con kêu ông vô rồi hai ông bà nhận quà của Mạnh Thường Quân á. Cho Mạnh Thường Quân thấy Mạnh Thường Quân vui nha. Dạ, dạ. Bà dễ thương quá. Dễ thương. Già rồi mà dễ thương nữa. Dạ, ai cắt tóc cho bà vậy? Ổng. Biểu ổng cạo chứ. Vậy cạo luôn hả? Lấy cái kéo hớt vậy hả? Dạ, cho mát hả? Mát gì, đau quá chịu không nổi. Dạ. Trời ơi, hình ảnh của bà ngoại. Mà dám bể hết rồi thôi. Chắc bà ngoại cũng 80 mấy, 90 rồi. Thôi con đi ra ngoài chút xíu nha ngoại. Dạ dạ dạ. Bây giờ bắp xe đưa cả nhà mình ra thăm ông một chút xíu. Quay lại cảnh khung cảnh ngôi nhà của ông bà cho cả nhà mình thấy một lần nữa nè. Ôi hồi nãy bà kể cái chuyện mà ngày xưa rồi bà bị đi lạc vô trong rừng. Bắp cũng không hiểu luôn, không biết lý giải như thế nào luôn. Có lẽ là có một cái điều linh thiêng gì đó. Cảnh quan nơi đây rất là yên bình cả nhà mình. Ông ơi, con chào ông. Trời, ông nghe tiếng bắp. Ông chưa có biết bắp vô trong này cả nhà mình. Con chào ông nha. Dạ. Mận cầu ra nhà ông á hả? Ừ, nhà đó. Dạ. Trời, sao ông giỏi vậy? Hôm qua là ông cút mấy cái luống ở trên kia. Bây giờ ông cút mấy cái luống dưới này nữa cả nhà mình. Ủa, nguyên một cái luống ở dưới này là ông cút từ lúc sáng tới giờ hả? Ừ, sáng giờ. Dạ, xới đất lên. Thì vừa ấy đất mà vừa rạch hàng luôn. Dạ. Chứ có... Trời ơi, thương ông chưa? Trồng luôn. Cái chân của ông là... Cái đẹp. Trời ơi. Thôi bây giờ hai ông cháu mình đi vô trong nhà đi ông đi. Con con có đem quà của ông bà cô chú Mạnh Thường Quân á. Đến gửi tặng cho hai ông bà nha. Cái dừa dạ, dạ. 8 năm rồi. Trời ơi, cái dừa 8 năm rồi hả? Sao không có trái nào vậy? Chưa. Tại vì mình không có nước á. Không có nước hả? Dạ. Thôi mình vô đi ông đi. Vậy rồi ra tiền mua mấy nước với ống để nè. Dạ dạ. Đợt trước là có em trai Gà Lang Thang hỗ trợ cho ông mua mấy bơm đúng không? Dạ. Dạ. Mấy bơm ống rồi còn dưới đó. Dạ. Nhưng mà không có nước để bơm lên hả? Từ từ tháng 10 à. Dạ. Phải chờ mưa xuống rồi mới có nước ông ha? Mưa xuống rồi có nước. Dạ dạ. Nên làm dạ. Sẵn sàng đâu rồi đó hết. Ông đi cái giò nhìn dạ, thương chưa cả nhà? Cái phun chảy nước lên nhà nó vô hết nè. Dạ dạ dạ.
Ông ơi, ông có thể mà kể chuyện cho con nghe là ngày xưa ông bị như thế nào, mà nguyên nhân như thế nào mà cái chân ông bị như vậy? Dạ. Để con đem ông cái mít nha. Ngày đứng đi. Dạ. Năm 81. Dạ. Lúc đó về nhà. Dạ. Xong mà khổ quá. Rồi mới đi lượm nhâm nhựa ở sau phi trường nè. Dạ, là nhâm lượm ve chai ở sau phi trường. Ừ. Là lượm cái gì không? Sắt nhựa rõ. Sắt nhựa phi trường là cái khu đó là khu tập luyện của quân đội hả? Ừ. Dạ, là ông đi ra phi trường lượm mảnh bơm hay sao? Nói chung là lượm sắt à. Lượm sắt. Ừ. Dạ dạ. Rồi ngày đó cũng nghỉ gì chứ. Rồi sao không? Rồi sáng mới sáng lên cái đi vô lượm. Dạ. Ra cái bị mình đạp chúng mình hả? Đạp chúng mình. Rồi lúc đó là bất tỉnh không biết gì luôn. Còn tỉnh chứ. Trời, nó nổ vậy bứt cái giò đi luôn mà còn tỉnh hả? Nó bứt còn khúc này hả? Dạ. À. Trời ơi. Nát như mình bầm thịt bò á. Rồi một lúc sau ông có bị xỉu không? Chưa, lúc giờ. Có ai đưa ông đi bệnh viện không? Lúc đó là nhờ ở dưới xã. Dạ. Cho xe làm lên chở. Dạ. Nổ to không? Không không. Cũng như mình gõ cái thùng rồi. Dạ. Trời ơi, ghê chưa. Nguy hiểm không hả? Lúc đó còn bình tĩnh hết mà. Dạ. Không có. Bây giờ ông nghĩ tới cái chuyện đó ông ám ảnh luôn hả? Không có gì. Không có gì hả? Trời, sao ông gan cái vậy? Lúc mà bị dớ chân lên nó trao rồi mà. Dạ. Mà lúc đó là nó khát nước lắm nha. Khát nước tại vì mất máu nhiều quá ông ạ. Máu coi như mấy giò nó phun. Trời ơi. Phun à. Chỉ cần một hớp nước là chết tư rồi. Dạ, không cho uống nước được không, hả? Không. Dạ. Bà mới ngồi đây chạy đâu luôn rồi? Bà coi. Dạ. Ôi, mưa ông à, mưa rồi. Trời mưa. Dạ. Bà ơi. Trời ơi, bà đi. Bà đi đâu vậy? Đi toilet hả? Đi tiểu hả? Đi tiểu. À. Bà vô trong này đi. Trời ơi, hai vợ chồng già lủi thủi cô đơn hiu quạnh một mình, không có ai gì. Không có con cái cháu về tới thăm gì hết, đâu ai không có ai à. Bà hiu con không buồn ha. Ừ. Thương ông bà ghê luôn. Nhà ấy cũng người ta cho chứ. Dạ. Các người ta cho mấy bữa ở chứ. Dạ. Ừ. Người ta thương, người ta cất cho ông bà ở. Lúc trước là ở dưới kia mà nhà nát hết rồi. Ừ. Không ở được nữa. Ừ. Cũng rất là thương cho ông bà. Vừa thương vừa vui nữa cả nhà mình. Tại vì có hàng xóm xung quanh giúp đỡ ông bà. Ừ. Ngày hôm qua con có đăng tải một cái clip chia sẻ cái hoàn cảnh của ông bà. Ừ. Thì có rất là nhiều người, cô chú anh chị rất là thương bà. Rồi được hữu duyên gặp một số cô chú anh chị mạnh thường quân gửi về đây để một số tiền để mua quà dành tặng cho ông bà. À. Ông bà vui không? Vui quá trời vui luôn. Vui. Bà nhìn bà dễ thương cả nhà mình. Dạ. Anh cứ rải hết cả tỉnh Bình Thuận này là coi như họ biết tôi rồi. Dạ. Đó, anh cứ rải hết cả anh Thuận này, ai cũng biết tôi bả khổ hết đó. Cả anh Thuận luôn kia. Trời ơi, ông á thì được còn hai cái răng. Bà không còn cái nào luôn. Bà nói gì? Đáng lẽ cái tuổi bà giờ phải nhai chầu. Mốt miếng nhai chầu này nè. Yeah. Ông ơi, như ông có ước muốn mình có một cái chân giả đi lại cho nó dễ dàng không? Đấy gì? Dạ sao vậy? Dễ về, có cái chân giả mà thấy nó đi nó đỡ đó. Nó dễ đi hơn. Chứ còn cái chân giả đi thành phố rồi chứ còn đi làm được đâu. Dạ. Đi làm nông này không được đâu. Dạ. Ừ. Trời, cái này là cái chân giả của ông tự chế hả? Ừ. Ôi, lấy thép
tôn này. Lấy tôn. Ừ. Là ừ, dưới này có một cái khúc gỗ này cả nhà. Ừ. Trời thương chưa? Là chân giả là ông đi không được. Ngày xưa là ông gắn chân giả ông đi lần nào chưa? Chưa, hồi từ ngày bị giờ không có gắn chân giả. Chân giả đó thì dễ rồi, nhưng mà khó đi làm công chuyện. Dạ. Nông làm ấy rồi khó đi. Dạ. Cái đó thì dễ rồi, chứ còn mà đi làm khó lắm. Dạ. Chỉ đi thành phố rồi đi đồng bằng rồi thì nó dễ, chứ còn đi làm kiểu này khó. Còn thời gian mà đi làm mà nắng á, nóng. Dạ. Nóng nữa. Thấy nóng chịu không nổi rồi. Thấy cơ thể mình trước lúc mình đem ra làm cái nó dồn hết chỗ này nó nóng. Dạ. Nó không phải như hai chân đâu. Ừ. Dạ. Ừ. Thì ông bà ơi, hôm nay con có lấy một số tiền của ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân á, gửi cho con á, được mua quà tặng cho ông bà nè. Ông bà ngồi xích tới đây bà. Con mua cho ông bà là nửa ký cá khô cơm. Đáng lẽ con mua mấy ký lần cho ông bà nhưng mà họ hết rồi. Lần sau mà nếu con có lên á, con mua nhiều nhiều cho ông bà nha. Rồi. Con mua cho ông bà một chai dầu ăn. Một chai nước tương. Nước tương là xì dầu á. Một chai nước mắm. Một bịch bột ngọt. Cho ông một bịch trà. Trà Thái Nguyên á nha. Dạ. Cho ông bà một bịch đường nữa. Một bịch hạt nêm cờ no. Bà nêm canh đó, bà nêm canh là bỏ vô bà nêm nha. Dạ. Rồi. Con tặng cho bà một lóc chao để ăn cơm. Bà thích cái này không? Thích. Bà biết ăn cái này không? Biết. Dạ. Rồi một lóc cá hộp. Bà biết cái này không? Biết khui cái này không? Biết. Dạ, ông chắc ông biết không hả? Biết. Dạ. Cá hộp. Đồ khui mà. Một bịch muối để nêm canh. Con tặng cho bà là hai chai dầu gió, dầu xanh đó bà. Để khi nào bà đau bụng hoặc là đau đầu bà có thể bo nha. Còn cái này là hai chai dầu nóng để bóp tay bóp chân khi nào ông bà cảm thấy mệt mỏi á, mỗi tay mỗi chân rồi bóp nha. Rồi con mua cho ông bà một ký thịt heo, hôm nay mình ăn thịt heo nha. Dạ, một ký thịt heo ba chỉ ba rọi nè, rất là ngon luôn. Bà nói là bà không biết ăn thịt heo không à? Thịt heo lành mà mình ăn ngon mà bà. Mầm với rau. Dạ. Còn cá khô này á, bà chiên hoặc là nấu canh chua á bà. Nha bà nha. Dạ. Má thì không biết làm đâu, có tôi làm mà. Dạ. Hai bịch xà bông giặt đồ. Dạ. Một ít dầu gội đầu. Một chai nước rửa chén. Một thùng mì tôm. Con để đây nha. Rồi con để đây cho ông bà 20 ký gạo nữa nha. Dạ. Ông bà vui không? Vui. Với lại này còn dư tiền lẻ lấy cục kẹo xương gôm luôn nè. Này xương gôm á, bà biết ăn không? Không biết ăn hả? Răng rồi bà. Rồi con để đây nha. Rồi con có mua cho ông bà một cái đèn năng lượng mặt trời. Ông bà thích không? Trời, cái đèn này đèn lớn luôn á, sáng lung linh luôn á bà. À. Dạ, lớn hơn kia gấp 3 lần cái đèn của ông bà trên kia á. Một xíu nữa con bắt cho ông bà nha. Dạ. Dạ, bà vui không bà? Vui. Sao nhìn bà thẫn thờ vậy? À. Vui không? Vui chứ. Vui, bà cười cái coi. Bà cười cái coi. Trời ơi, cười không thấy răng nổ hết trơn à. Chọc bà từ nãy giờ, con chọc bà từ lúc vô đây luôn không?
biết bà có giận không? Tí về con về bà có chửi con vậy? Mới gì chửi con? Dạ. Bà chửi con không? Không. Bà chửi lần sau con tới tiếp. Các bản đồ khác là đuổi. Bây giờ, dạ. Lần sau con bản đồ khác là bà thấy lạ bà đuổi hả? Ừ. Nhìn ông bà dạ, lớn tuổi dễ thương lắm cả nhà mình. Bây giờ Bắp có ghi giấy sẵn rồi, ghi tên của Mạnh Thường Quân, rồi mua đồ bao nhiêu tiền, rồi còn lại bao nhiêu tiền. Bây giờ Bắp sẽ đọc cho quý bà cô chú anh chị mình nghe nha. Ông bà ơi, bây giờ con sẽ đọc tên Mạnh Thường Quân mà đã yêu thương giúp đỡ cho ông bà nha. Dạ. Có một anh giấu tên, xin giấu tên ở Phan Rang Tháp Chàm ở Ninh Thuận mình nè, ở dưới Tháp Chàm á, đã xem clip, đã thương ông bà, tặng cho ông bà là 1 triệu. Dạ. Có một chị là chị Thủy ở quận Thủ Đức, Thủ Đức là ở Sài Gòn á, tặng cho ông bà là 500 ngàn. Dạ. Dì Yến Trang ở bên Đài Loan. Dạ. Dì Yến Trang ở bên Đài Loan á, là tặng cho ông bà 500 ngàn nữa. Chị Tuyền ở Hà Nội tặng cho ông bà 500 ngàn. Và anh Bình ở Úc tặng cho ông bà là 1.600.000. Dạ. Là tổng số tiền là 4.100.000. Con mua hết số quà này nè. Hết số quà này tặng cho ông bà là 2.085.000. Dạ. 4.100.000 trừ cho 2.085.000. Số tiền còn lại là 2.015.000. Dạ. Bây giờ con gửi lại số tiền dư cho ông bà nha. Để ông bà dành mua thuốc thang đồ uống nha. Dạ, ông bà muốn mua gì ông bà mua. Bây giờ Bắp sẽ đưa cho ông bà là 2.020.000 luôn. Bây giờ bà biết tờ 500.000 này không? Biết. Biết không? Bà đếm giùm con đi. Dạ. 500. Dạ. 1 triệu. Dạ, ok luôn. 1.500.000. Dạ, ok luôn. 2 triệu. Dạ, very good. 2.200.000. 2.020.000. Dạ, đúng rồi. Đúng chưa bà? Dạ. Ông bà có lời nào muốn gửi gắm đến cô chú anh chị Mạnh Thường Quân không? Đã giúp đỡ ông bà không? Không biết nói đâu. Không biết đâu, còn nói mà không biết chứ. Không biết nói. Đồng quân, đồng quá gì đó ai biết. Dạ, vậy ông có gửi lời cảm ơn gì đến cô chú anh chị Mạnh Thường Quân không? Ừ. Xin là cảm ơn các anh, các chị từ xa Mạnh Thường Quân ủng hộ cho Ai Cập rồi. Được sống lâu dài một tí. Dạ, dạ, con cảm ơn ông rất là nhiều luôn. Lời chia sẻ của ông rất là hay luôn, rất là ý nghĩa luôn. Càng ngày sống chừng nào bền vững nhiều đấy. Dạ, dạ. Bắp cũng xin thay mặt cho ông bà cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân. Thật sự mà nói thì Bắp rất là vui cho ông bà. Và thật sự là rất là xúc động tấm lòng của cao cả của quý ông bà, cô chú, anh chị đã gửi gắm, gửi tặng quà cho ông bà. Bắp rất là cảm ơn luôn. Bắp xin chúc cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân cũng như là khán giả xem trên kênh của Bắp thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an nha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn. Ông bà ơi, thôi bây giờ con phụ bà dẹp mấy cái đồ này vô đem vô nhà nha, cất nha. Rồi con lắp cho ông bà một cái đèn này. Rồi con tranh thủ con về luôn. Nha ông bà nha. Bắp vừa bắt trong cái đèn xong rồi cả nhà mình. Bây giờ con chỉ ông nha. Mà ông sử dụng năng đèn kia, đèn năng lượng nhỏ 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 kia chắc không biết đó ha. Nút on này là mở. Nút này off là tắt. Con tu thì mình cài tự động. Cứ 6 giờ tối là tự nó sáng lên. 6 giờ sáng là tự nó tắt. Là ông bấm thử con coi. Tuyệt vời đúng không? Ông tắt thôi coi. Ok ông ạ. Rồi để con bấm cài chế độ tự động nha. Ví dụ như tối mà ông thấy sáng quá ngủ không được thì ông bấm ốp tắt thôi. Nha. Bây giờ con bấm đó. Con cài chế độ tự động rồi đó.
Ông bà vui không? Có ánh sáng vui không bà? Vui. Này tối nay là sáng xế tan bằng đêm luôn à. Ông ơi, chiều ông nấu miếng thịt heo cho bà ăn, bà ăn nha ông. Dạ, trời nghe bà nói ăn cơm với muối thương quá. Nếu bà không thích ăn thịt heo thì ông lấy cá hộp á, ông kho cho bà ăn. Bầm là cái. Dạ. Thôi bây giờ con cũng xin phép ông bà con dời luôn. Nha. Cảm ơn anh. Dạ, lần sau có dịp á con ghé con thăm ông bà tiếp.